Cái việc mà ăn thô là một cái điều rất là tốt cho cái cơ thể của chúng ta, bởi vì trong cơ thể của chúng ta có cái hệ vi sinh vật đường ruột, và trong ăn thô thì chúng ta còn duy trì được cái sự sống một cách tự nhiên. Dĩ nhiên thì chúng ta hãy luôn luôn lo lắng rằng là chúng ta đang ăn vi khuẩn có hại vào trong người hay là chúng ta đang ăn vi trùng vào trong người thì sao. Thì vấn đề trong cái cơ thể của chúng ta luôn luôn có một cái nhóm hệ vi sinh vật đường ruột, và hệ vi sinh vật đường ruột này nó có tới 3 nhóm. Một cái nhóm là có lợi cho chúng ta, một cái nhóm thì gây hại, và một cái nhóm thì ký sinh trùng trên cơ thể của chúng ta. Như vậy thì cách nào để tôi diệt hết cái nhóm ký sinh trùng, tôi diệt hết cái nhóm có hại để tôi chỉ có lợi không? Thì xin thưa với các bạn, không có thể diệt được cái chuyện này. Ký sinh trùng luôn luôn vẫn phải có trong cơ thể của chúng ta, và cái nhóm gây hại cũng luôn luôn sống với chúng ta. Vấn đề của chúng ta phải hiểu về mặt sinh học đó là gì? Chúng ta làm sao để cho cái mật số của cái nhóm vi sinh vật có lợi nó chiếm một cách đại đa số. Theo khuyến cáo của các bác sĩ là luôn luôn giữ gìn cho cái nhóm vi sinh vật có lợi chiếm khoảng 85% và nhóm có hại là khoảng 15%, thì lúc đó cái nhóm có hại nó sẽ không có gây hại. Thế thì điều đó là cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm hơn là chúng ta bị tìm cách đi diệt cái nhóm có hại, thì cái điều đó là cái điều không nên. Như vậy thì nếu cơ thể của chúng ta có một cái nhóm vi sinh vật có lợi mà nó đủ cái mật số của nó có khả năng để xây dựng được cái hệ miễn dịch một cách mạnh mẽ, xây dựng được hệ thống bảo vệ, thì hoàn toàn nó có thể ức chế cái nhóm gây hại. Cho nên các bạn đừng quá lo lắng cái chuyện đó. Quan trọng lối sống của chúng ta như thế nào và cách ăn uống của chúng ta có đang nuôi dưỡng cái nhóm vi sinh vật có lợi của chúng ta được đầy đủ hay không, đó mới là cái vấn đề mà chúng ta quan tâm nhiều hơn. Nếu muốn cho cái cuộc sống của chúng ta luôn được tươi trẻ, luôn đẹp da đẹp dáng và không có bệnh tật, thì phải luôn luôn nhớ phải uống nước mía lên men để bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột của chúng ta, phải ăn chất xơ và trái cây mỗi ngày để chúng ta tận hưởng được những giá trị của sự sống. Chú xin hẹn gặp lại các bạn lần sau trong một cái câu chuyện khác nói về sự sống.